Enoch, 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 chú Enoch và khóa tôm Enoch. Đó, thì hôm bữa mình làm video xong á, rất nhiều người hỏi là anh ơi quay chi tiết cái thùng này cho em xem thế nào. Anh bảo cái thùng này như thế nào mà giá nó rẻ, đúng không? Và phù hợp với nhu cầu rất nhiều người mà đẹp nữa chứ. Thùng ở Đà Lạt đóng hay là thùng ở miền Tây thì rất là, anh chị rất hay chuộng thùng này. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị lại cái thùng này một tí. Hôm nay quay chi tiết thôi. Tại vì hôm nay mình sẽ quay và cái thùng này sẽ thì mình đóng mà, đóng sẽ gác được lên rất là nhiều dòng xe. Hyundai, Jack, Isuzu. Còn thực tế chiếc xe này là chiếc xe Jack N650 Plus với thùng dài là 62, chiều rộng là 21 và cao 21. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ có một cái thùng cực kỳ đẳng cấp anh chị. Thùng hàng này của khách hàng mình sẽ nói từ trong ra để anh chị xem lại lần nữa. Hồi hôm bữa mình quay thì anh chị hỏi đây. Ở đây mình sẽ mở cái thùng ra để giới thiệu anh chị cái thùng này chi tiết hơn. Mình ở đây mình sẽ làm một cái sàn thùng là sàn dập sóng. Và khách hàng yêu cầu là chấn góc lên. Chấn góc lên là 4 cm, chấn góc chứ không phải là mình hàn nhé anh chị nhá. Và sàn dập sóng thì 1 ly 6 anh chị. Sàn sóng ly 6 thôi tại vì nó inox cứng rồi, ly 6 là cứng rồi. Thứ hai là khách hàng yêu cầu là cái vách trong phải cứng anh chị chở dừa. Là chúng ta sẽ vách trong là 1 ly anh chị. Đó. Rất là cứng và đẹp, rất là sáng luôn. Đằng trước cũng vậy, bắn cao lên ngang kèo luôn. 1 ly. Đó. Đây anh chị có thể nhìn đằng sau này sẽ thấy là cái rất là dày anh chị, rất là dày và cứng luôn này. Đây. Còn bên hông này thì chúng ta sẽ thấy là khách hàng yêu cầu là trụ bằng inox luôn. Trụ này thì sẽ được sơn màu bạc. Còn một số khách hàng thì sơn màu đỏ, màu xanh theo cái cabin thì cũng được. Ở đấy khách hàng muốn sáng xe thì sơn màu bạc luôn. Trụ inox nha. Những cái hộp này hộp inox. Đấy, rất là cứng. 8 ly anh chị. Đó. Ở đây thì tất cả bản lề đều inox dày 4 ly hết. Trụ inox này. 4 ly hết. Đó, rất là chắc luôn. Rồi, có những cái đệm cao su đây nữa anh chị. Đó, những cái đệm cao su. Rồi. Ở đây xe này thì 62 sẽ được trang bị là 7 bửng anh chị. 7 bửng thì mỗi bửng sẽ dùng là 4 bản lề. Hôm nay rất chi tiết luôn, 4 bản lề cho anh chị nhá, 4 bản lề inox. Khóa tôm inox. Ở đây mình muốn quay chi tiết cho anh chị xem khóa tôm này. Khóa tôm này bên mình dùng là loại lớn anh chị, loại lớn và dày, dày 4 ly luôn. Là khóa tôm lớn này. Đó. Bạt xe này sẽ được trang bị là bạt 5 mảnh anh chị. Và sẽ móc ở trên bửng luôn. Thì tùy anh chị, có một số anh chị muốn là bắn ở trên bửng trên này và phủ xuống để chở rau củ gì đó lấy hàng cho dễ. Thì tùy anh chị 3 mảnh hay 5 mảnh gì thì anh chị cứ gọi điện ngay cho mình đi. Thì mình sẽ đóng cái thùng theo yêu cầu đúng của anh chị nhé. Ở đây sẽ một điểm nữa là chúng ta có cái cản này. Nó sẽ là cản bằng inox. Đó, cả inox và bọc đầu bọc composite luôn. Nhìn xe sang rất nhiều. Đây, tiện thể đây luôn là cái đằng sau, cái vè là inox luôn anh chị nhé. Đó. Và con này sẽ được trang bị là bình dầu nhôm luôn. Xe Jack N650 Plus, N800, 900 sẽ được trang bị bình dầu nhôm hết. Bây giờ dòng xe Jack từ 5 tấn đổ lên sẽ được từ 6 tấn đổ lên và trang bị dầu nhôm hết. Bình này thì 200 lít. Thì vô tình chung nó sẽ rất là ăn khớp với cái thùng này. Còn nếu anh chị thích bửng nhôm cũng được. Cái này thay hết tất cả bửng nhôm thì nó lại càng sang nữa thì không vấn đề gì. Còn anh khách hàng muốn cái thùng chắc chắn và để chở hàng nặng, anh chị, anh khách hàng làm một bửng nhôm. Anh khách hàng đã mua một cái bửng nhôm rồi và đây là bửng inox cho anh khách hàng nữa. Rồi, nếu nói về dàn chân đi, nói thùng nhưng mà cũng phải nói dàn chân một chút. Dàn chân con này thì là sẽ lốp 825-16, nhíp lá 2 tầng, đó, 15 lá 2 tầng. Và nó sẽ được trang bị dàn chassis cực cứng nha anh chị nhé. Dạ, dày độ cao chassis khoảng 30 cm này. Đó, và trang bị thắng hơi. Và cầu lớn. Đó, thì đảm bảo cho anh chị chở quá tải rất tốt. Như con này chở khoảng 14-15 tấn bình thường nhé. Đây, phía trên này anh chị thấy này. Nói chung cái thùng này thì nếu nói về đỉnh nhất thì chắc chắn là anh em trong xe tải không nói là đỉnh nhất đâu. Tại vì nó inox 430. Nhưng mà nếu nói về một chiếc thùng mà đảm bảo tiêu chí đẹp, chắc, bền. Đẹp là chắc, bền là hai này. Và tiết kiệm rẻ thì chiếc thùng này là một trong những cái cách đóng thùng mà đảm bảo anh chị về tính thẩm mỹ và cái giá cả nhất anh chị nhé.
Còn đây là mình muốn nói về chiếc thùng này sẽ gác trên dòng xe N650 Plus. Đây là dòng xe có tải trọng là 6,6 tấn anh chị. Và động cơ là động cơ Cummins với công suất 160 PS thì phù hợp với anh chị chở khoảng 15-16 tấn đổ lại. Thì vẫn chạy ok anh chị, nhưng mà nó hơi đuối tí. Thế chị chở khoảng 12-13 tấn là hợp lý nhất nhé. Và xe này sẽ có cabin đôi này, hệ thống gương lớn này. Và dòng xe này thì giá cả rất là phải chăng. Đó, chỉ khoảng hơn 600 triệu. Thế anh chị đã có dòng xe này rồi thì sẽ đảm bảo cho anh chị tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều và tiết kiệm chi phí cho mình. Cùng một cái phân khúc tải trọng thùng 6m2 tải trọng 6,6 mà anh chị có thể tiết kiệm tiền hơn so với những mua dòng xe thương hiệu khác. Thì dĩ nhiên là nếu mua xe thương hiệu thì quá là tuyệt vời luôn, ai cũng muốn điều đó. Nhưng mà mình đang có vốn ít thì chúng ta có thể đầu tư những dòng xe này. Tại vì thực tế nếu trong các dòng xe Trung Quốc thì đây là đang là dòng xe mà có chất lượng tốt nhất trong phân khúc này. Và các dòng xe liên doanh Việt Nam ấy, thì đây là xe chính hãng. Với tất cả linh kiện của chiếc xe này sẽ đều nhập từ một nhà máy, đó là nhà máy ô tô Jack tại tập đoàn Jack tại Trung Quốc về. Nên là tính đồng bộ rất là cao, về lắp là khớp thôi, không có một chi tiết nào chúng ta phải độ chế, thì đảm bảo chúng ta lâu bền hơn rất nhiều. Đó, đây anh chị thấy xe là cực kỳ đẹp luôn anh chị. Xe là màu trắng, xe này cũng bảo màu trắng màu xanh anh chị nhé. Còn nếu anh chị muốn màu khác thì phải đặt hàng trước cho mình, để mình đặt nhà máy có lô hàng thì mình sẽ làm cho anh chị. Con này thì lại có cái đặc điểm là mình hay giới thiệu, đó là nó có tính năng hệ thống ga tự động giống như xe hơi đó. Chạy trên 48 cây số anh chị có thể bấm một cái là bỏ chân ga là được. Còn chiếc xe này đang làm cho khách thì chúng ta sẽ có trần là bằng bọc da hết anh chị. Trần bọc da rồi ghế bọc da hết. Và cái ghế này nhá, các anh chị quay video không biết cảm nhận sao, nhưng mà nếu trong cái dòng xe Trung Quốc thì ghế này là cái nó sẽ được trang bị xốp kiểu đúc anh chị nhá. Đúc chứ không phải là xốp thường, nó cứng hơn các dòng xe khác rất là nhiều anh chị. Nếu các dòng xe liên doanh nhá. Đó. Và ghế này may cực kỳ đẹp anh chị thấy không? May có thua gì hãng đâu. Đó, bọc da cho khách nha. Đó. Trần này. Và màu đen với màu đỏ này thì cực kỳ đẹp rồi, không phải bàn nữa. Rồi. Và đấy là hôm nay mình giới thiệu chủ yếu là cái thùng rồi. Còn anh chị nào muốn xem chi tiết về cái xe thì có thể để lại bình luận bên dưới. Dòng xe này thì bảo hành 5 năm hoặc 150.000 cây số. Thùng thì đóng theo yêu cầu khách hàng, giá thì chỉ hơn khoảng 600 triệu thì sẽ rất là phù hợp với nhiều anh chị. Chở những cái mặt hàng như trái cây hay chở ống nước, chở sắt thép thì tuyệt vời luôn, 6m2. Nếu anh chị nào có nhu cầu thì hãy để lại bình luận bên dưới và nhớ là like và đăng ký kênh để xem video được sớm nhất. Và nhớ anh chị cứ gọi điện luôn cho mình đi để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí. Mua chỗ mình cũng được hay mua đâu cũng được, nhưng mà cứ để mình tư vấn. Tại vì mình đã làm ở bên nhà máy này cũng khoảng hơn 7 năm ấy, thì cũng biết một chút về sản phẩm thì có thể tư vấn anh chị một cách chính xác và công tâm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị. Xin chào.